An Giang có gần 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, có hai cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở, nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 từ dòng người xuất nhập cảnh trái phép rất cao. Để phòng chống dịch hiệu quả, cùng với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát từng đường mòn lối mở trên dọc tuyến biên giới, ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào nội địa. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, mới 9 giờ mà cái nắng rát da thịt ở vùng biên giới Tây Nam đã khá gay gắt. Những cán bộ chiến sĩ biên phòng thuộc tổ phòng chống dịch COVID-19 số 4 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương uống chội cốc nước cho hồi sức rồi lại tiếp tục lên đường tuần tra. Hơn 2 tháng qua, các bờ ruộng dọc theo tuyến biên giới tỉnh An Giang đã in đậm dấu chân các anh để ngăn chặn người dân xuất nhập cảnh trái phép qua các lối mòn, lối mở, góp phần cùng với cả nước chung sức chống dịch COVID-19. Tăng cường là kiểm soát các cái cửa khẩu, đường mòn lối mở và các cái kênh rạch trên biên giới. Thì tất cả các cái đường mòn lối mở thì đều là ngăn chặn, không cho là qua lại biên giới. Chống dịch như chống giặc. Thì bây giờ là 100% cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tân Biên là hưởng quyết liệt là cái phương châm là chống dịch như chống giặc. Là chúng tôi hàng ngày tổ chức là 5 tổ công tác, khoảng 12 đồng chí là kiểm soát chặt chẽ các đường mòn kênh rạch qua lại biên giới. Tỉnh An Giang có gần 100 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Với đặc thù biên giới vừa có gần 100 km đường biên giới vừa có đường sông, đường bộ, nhất là khu vực đường bộ, nhiều nơi chỉ cách nước bạn một bờ ruộng. Từ đầu tháng 2 năm 2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã triển khai 74 tổ chốt chặn trên dọc tuyến biên giới, phát hiện ngăn chặn được nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế qua biên giới, thu giữ hơn 70.000 chiếc khẩu trang y tế các loại. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường tuyên truyền trên toàn địa bàn và hướng dẫn người dân các phương pháp phòng chống dịch bệnh cũng như có được những nhận thức đúng đắn. Tuy nhiên, chúng tôi đang tiếp tục là xây dựng cái kế hoạch phối hợp với các lực lượng cùng tham gia chốt chặn tất cả các cái đường mòn lối mở, cương quyết ngăn chặn những cái đường ngang ngõ tắt, những cái nơi mà có người qua lại để không cho là nhân dân qua lại. Đang giữa mùa cao điểm nắng nóng ở vùng biên giới Tây Nam, nhưng với quyết tâm chống dịch như chống giặc, các anh, những chiến sĩ biên phòng không một ai rời vị trí. Trong bữa cơm vội ngay tại chốt phòng chống dịch đơn sơ, chỗ ở thiếu thốn, nhưng những người lính biên phòng vẫn quyết tâm cắm chốt, bám địa bàn, bám dân để phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất.